nhất lục khảm, nhì hùng trạm. Ông Hoàng Văn Hùng được xem như là người tiên phong của làng Đại Bái với nghề chạm thúc tranh đồng thủ công mỹ nghệ. Cái nghề này nó lúc thời của chúng tôi làm thì nó chưa phát triển. Cũng nhiều nơi cũng không biết. Mang đi giới thiệu những cái nơi khác đi xa thì người ta cũng chưa hiểu được cái này là cái sản phẩm gì. Người ta còn hỏi đây là tôn nhuộm hay là đây là nhôm nhuộm hay là cái sản phẩm đây là chất liệu gì. Thì mình cũng phải giới thiệu ra là những cái tranh đồng, sản phẩm làm bằng từ đồng. Thúc đồng được hiểu là gò đồng thành những hình thù khác nhau, vật dụng khác nhau. Đây là một phương pháp chế tác sử dụng các đầu ve, búa để thực hiện những thao tác nhằm thúc nổi từ mặt sau nguyên liệu. Nhưng không phải ai cũng biết thúc đồng đã được những người nghệ nhân làng Đại Bái nâng tầm lên thành nghệ thuật tranh đồng thủ công mỹ nghệ như hiện nay. Có hai loại đồng phổ biến trong nghệ thuật chạm thúc tranh đồng là đồng vàng và đồng đỏ. Chất liệu phải đảm bảo tỷ lệ đồng nguyên chất mới đảm bảo độ mềm, sáng, dẻo, dễ tạo hình trong quá trình gò tranh đồng và không bị oxy hóa. Phôi tranh được để ở dạng tấm có độ dày từ 0,5 đến 0,6 ly, tùy thuộc vào họa tiết của mẫu tranh. Phôi càng dày, chế tác càng khó. Trước khi tấm đồng được ốp lên bàn chạm, cố định bởi lớp xi được làm từ nhựa thông và bột đá. Xi cần khò cho nóng đều, nếu khò vội sẽ làm cháy xi, khiến sản phẩm ọp ẹp và bong trong quá trình chế tác. Thông thường, mất tối thiểu 30 phút cho lớp xi nguội hẳn. Xi phải nguội, đường nét khi chạm thúc mới chuẩn và sắc nét. Phải lấy đèn khò, khò làm sao cho cái đồng đấy nó sẽ toát hết những các cái hơi ra. Người ta có thể là tưởng tượng là đồng đấy nó không có nước nhưng là có nước. Đấy, mình phải xì cái ga nó hơi ra để cho nó bốc toát hết những các cái hơi ở trong cái đồng đó. Sau đó tao mới cán xì lên trên mặt cái sản phẩm mình chuẩn bị làm. Thì nó sẽ không bị gây sự bong hay là bị cong. Để tạo nên một bức tranh đồng đẹp, thông thường người chế tác cần phác thảo tranh trên giấy. Đối với nghệ nhân lâu năm thì họ sẽ phác thảo trên chính tấm đồng. Người làm tranh đồng không chỉ cần có hiểu biết về chạm thúc mà phải có khả năng hội họa để sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình. Trong làm tranh thì cái bước đầu tiên là mình phải nắm bắt được cái hội họa, mình phải hiểu viết một vài mỹ thuật. Đấy là mình, sau đó là cái trình độ tay nghề mình sẽ học hỏi được nhiều cái của các anh chị dạng thế. Là trong sản xuất thì mình rút ra nhiều cái kinh nghiệm để cho ra cái sản phẩm nó hoàn hảo nhất. Mỗi người nghệ nhân đều phải tự làm được những chiếc búa, chiếc ve của riêng mình. Có những chiếc ve chỉ sản xuất ra để chạm một chi tiết. Người nghệ nhân cần hàng trăm chiếc ve, vừa làm, vừa sửa ve, mỗi chi tiết lại là một loại ve khác nhau. Loại ve dựa vào độ dày, mỏng của chi tiết cần chạm thúc. Một người khéo tay, càng khéo tay bao nhiêu thì lại càng nhiều công cụ bấy nhiêu. Bộ ve thì phải tự chế, theo tay của từng người. Mỗi người nó một quy cách khác nhau. Cầm làm sao cho nó thuận tay, thuận mắt. Lượng búa thì nó cứ tầm độ lạng 2, một lạng, lạng 4. Ví dụ đấy là theo kiểu này là búa, người ta cứ lấy tầm 18 phân chuôi. Thì là chỉ lấy cái thông dụng, còn nếu tùy theo người thì có thể là dài ra để người ta lấy cái đợ đấy để lấy cái nhạc, đánh để lấy cái chạm làm sao cho nó đều.